Chào mừng các bạn đã trở lại với Minecraft nha. Hôm nay mình sẽ review mod của Survivor. Xem coi ở đây nó có gì nè. Từ từ mình chỉnh lại audio cho nó nhỏ tiếng xuống. Ok, tiếng nhỏ rồi. Bây giờ tao làm gì ở đây đây? Đặt cái giường đó đi. Mình sẽ bắt cua cho các bạn xem nha. Sao thằng Steve kia cũng chết vậy? Tao không bắt cua được cái này luôn á. Khó mà thấy. Chờ đây lần cuối cùng tao thử. Ồ may quá, vẫn còn sống nha. Ôi, sắp được rồi, sắp được rồi. Ôi rồi, đập cái giường đây nè. Rồi đập rồi. Rồi ok, mình sẽ chơi bích ghi phiên bản Minecraft nha. Ê, tao bắt đầu như thế nào mày? Tao chưa chỉnh sửa lại những con đi chơi mà. Ờ, tao bây giờ làm gì chỗ này vậy? Dạ con nào bích ghi chứ? Chứ phải là tại sao lại là mày? Ngủ nhiên chứ. Winter Skeleton. Gì vậy? Ta sống trên đây ta làm được gì? Đập bài lót xuống nha. Rồi, chuột thoát rồi. Ta đang đập bờ lóc xuống. Đường. Người ta không có đường xuống. Còn cho mày chết đi. Đừng pin, đừng có đập pin. Đi cho mày chơi đốt. Vậy ta xuống chứ gì? Sao mày chơi hình tròn? Kệ, ta thích hình tròn, ta ghét dấu cộng. Không dễ chơi. Kệ mẹ dấu cộng. Cứt. Rồi giờ. Đụng mẹ trong khi người để uống thuốc làm bị trà làm chậm đi cho mà làm heo. Cái gì? Heo đi bộ mà. Thôi mẹ ơi, heo sợ. Đó, đập phát thiệt rồi. Ủa? Mày chi tôi? Nó chưa có bedroom đâu rồi. Ừ, đứng yên đó. Chị. Nó sẽ rất quan trọng mày. Chị tao. Chị. Chị chồng đi kìa. Chị cho anh tao là tiếp 1 mà. Xu mày giết tao rồi. Má mày nhặt giày đi chuột. Cho tao đánh heo đéo được. Ủa chứ bình thường chứ tụi tao làm heo chán 20 phút rồi mà. Cho mày mày nên cho thuốc. Thuốc làm chậm để ném heo. Ờ cái côn á. Đúng rồi, cái cung á, cái cung á, cái cung có đập làm chậm á. Được á. Làm chậm. Mày muốn đánh hay là muốn chết không? Đó, xuống ơi, làm sao mấy này? Để chấm có quần què gì đây, gạt sao? Sao ta có này? Heo bên nhà, nhà bích ghi cứt. Đúng rồi. Ủa nó mày hoàn thành rồi. Xấu ghê ha. Nghe chuột sao hết chưa? Rồi từ cửa này dẫn tới chỗ nào nữa? Làm sao ấy? Thôi phải làm cái này đúng. Phải cho có mẹ mẫn gì chứ. Chuột, tao thấy mày đang đứng im á.
Ở chuỗi đang đứng quay mặt tường ngoài giếng đi. Mày đứng yên mà. Mày đứng yên mà chỗ. Rồi cửa gì mở mở vậy? Để ra cành. Chạy. Thôi đi rồi. Nhà. Ôi mày như cứt á. Gì cứt? Mẹ. Ok. Ôi chết chưa? Chưa, chột, giờ tao mày an toàn ở đây mãi mãi rồi. Đi thôi. Tao mày đập về lóc để trốn hết. Chắc đập về lóc trốn hết không? Ê, cái này có được tính là màu xanh không? Vậy ta chạy thì ta chết không? Chuột chết rồi. Chuột nó vô... Mà sao mà tao hay giỏi? Thì lấy nữa chuột ra, ra ngoài đi. Đằng sau này nè. Sao này đéo có gì vậy? Bắt cua nữa làm tao nhớ mấy cái kiếm cần gạt ở trong Granny ở lòng ở trong gì ta ở trong video á. Tự nhiên nãy thấy bắt cua xong cái ta biến thành chùm bắt cua rồi. Bắt heo không thể lên được. Mày an toàn chỗ đó rồi. Tôi thấy nó chết rồi. Hang nè, phải kiếm than hả? Mày làm cái gì tao vậy? Bê bê mày. Chết rồi. Có cửa ở đây nè. Lúc bị hai gì? Chơi gì? Nhìn lúc bị hai gì? Đừng. Đừng. Đừng chứ. Công sức của mày. Mày không đặt được cửa đâu. Một. Mày làm mắt lỗi chứ tao đâu phải là tao. Nói cho mày, thôi thì mày biết hết trơn rồi. Gì? Mày á. Mày nói cho tiên. Ơi, tao vừa mới vô được chỗ đó mà mày làm cái gì vậy số? Mẹ mày heo như cứt á. Heo gì mà tàn làm okay. Heo gì tàn xài lệnh để. Tàn xài lệnh để khác. Tàn xài heo gì tàn xài lệnh à? Bỏ làm mấy cái gương bỏ thuốc làm chậm vô mày. Chậm cỏ chết mà. Gì? Chậm cỏ chết mà. Mẹ heo gì mày. Ờ. Chắc là tao được phá cửa này đi. Cái. Mày đã làm gì? Đó cho mày luôn á. Ủa cần gạt đâu chứ. Ok. Giờ bắt cô lên hả? Không bắt cô lên dễ mà. Ủa nhưng mà có cần bắt cô lên không? À đây có cô ở đây nha. Sao? Sao chuột đi rồi? Chuột bị mấy đám kia chuột chơi rồi. Mà chơi ai từ đầu rồi đó. Chạy có miếng à, mắt như cục cức mà. Mắt nhỏ. Mắt nhỏ
Bé giờ đã bỏ trốn khỏi làng rồi các bạn. Mày đập cái giường của tao. Mày lấy cầu thang trên chỗ mắc cua chưa? À đúng rồi, à, lấy rồi. Trong chỗ ngay từ đầu. Ờ à, lấy rồi. Ủa sao tao bị ao ra rồi? Để đâu em? Chết rồi. Đâu mày đánh 2 lần mới chết rồi. Không mày. Đi xuống dưới đặt lại cái thang đi. Chỗ đó đéo có. Thiệt á. Cái chỗ bắt cua lên nó không có thang á. Cái thằng nó lấy đâu rồi mẹ? Ủa sao đặt vlog nó đéo có? Gì? Đặt vlog nó không nhảy ra mày. Đéo vậy đặt. Mẹ còn mày thì làm thiếu cái thang. Mới làm mà. Mẹ nãy mày đập với cái giường rồi. Giờ tao phải đi lại nữa. Mày được trả rồi. Cứ gì vậy? Làm mát khá là hay ấy. Ok. Gì vậy? Mày định dơi. Cái nút ấn gì đây? Tao đéo thấy gì để gớt á. Ok, cho tao xem coi trong mát này còn gì nữa không. Qua bắt gươm không? Ok. Nhưng mà trong mát này còn gì nữa không? Tao xây mắt hai. Đáng giờ tạo. Giờ xuống tiếp luôn. Không. À, của tao mày bị dính vô rồi. Ủa nước đâu vậy mày? Ủa? Mày đây đập á? Mày thấy cái map bên trái của mày không? Đâu đâu? Đang làm đó. Nhìn chả giống chấp, nhìn chả giống trạm cảnh sát gì cả. Thì tao làm hoàn toàn khác mà. Gần như là vậy. Nên đây map này còn gì nữa không? Map thứ nhất hả? Không, nghĩa là trong cái toàn bộ cái map Minecraft này mày còn gì nữa không? Bắt cua. Đâu bắt cua đâu? Muốn bắt luôn hả? Ừ. Dạ. Tao sẽ đặt cái khối lệnh của mày. Mày đặt đéo được đâu. Rồi. Cho tao xem coi. Ở quá cô. Video này ta tính làm một cái video tổng hợp những pha quay mà không quay hụt của mình luôn. Những lần quay mà không ăn đăng lên đó. Mày vẫn ở đó. Rồi mới chết. Ơi cho tao chạy cái đường này đi. Ôi cái gì đây mày? Có người con hen tên là Billy. Cái sao là Billy?
chết, chạm két chết. Ta đập, nếu như ta đập nó sao? Thì mày chẳng được gì cả. Trừ khi nó biến thành đất thì ta sẽ được sống. Mày gì? Thiệt luôn hả? Biến tầm vất gì đây? Tao vô. Mày đi qua ai? Tao vô mày. Ôi, tao ơi, ở trên tiếng tao không chết. Thôi giờ tao lại đi. Không mày. Ok mày, bình thường. Từ. Để tao giúp mày. Mày giết tao rồi, đừng coi. Mày nhảy bình thường là được rồi. Từ nè. Chờ ngoài để cho một cái năng lực nào đó có thể đẩy cục đất nó ra. À tao biết rồi. À tao nhận ra điều gì đó. The power of friendship. Ta năng lực thì ta sử dụng năng lực của chính bản thân mình để đấm nát cục đất. Có bao lâu rồi tao thấy chơi Minecraft vui vậy? Bảy cái gì vậy thầy? Ủa hai cái này để chi? Mày lùi, mày đi lùi. Mày có chết tôi chứ. Không, cái chỗ này dễ mà, mày mới đi được có một miếng à. Từ đó đâu tao hơi biết được cái gì đang xây ở dưới không? Nhìn đi. Sao tao chết? Tao phải nhảy qua phía kia hả? Nhảy ở trên cỏ thôi sao chết được ta? Mày đúng mà. Sao tao
Làm sao để chờ. Cái phép thuật đó là gì chứ? Ủa nó làm sao á? Cần ta tới là bọn mình lại không? Không, rồi lần cuối cùng nè. Rồi chờ cái phép thuật đó đi. Mày không, sao mày không ngồi? Đừng cứ tưởng. Giờ đứng yên đi, tao cứ tới là bọn mình. Không. Hey. Mày muốn hai lần lúc dạng lúc đi để nhạc chạy. Mẹ. Nhớ hai lần lúc đi để chạy. Nó là đẩy ra ngoài rồi mày. Rồi. Nhớ hai lần lúc nhất lúc đi để chạy. Cuối cùng có kìa. Chắc qua rồi. Oh. Chắc là tao nên đặt đập cái checkpoint nó đi. Bài đúng không? Ừ. Dễ mà. Ê, ê. Tao quên là tao không đứng yên cỏ được, tao tưởng. Hai chỗ này dễ. Tao đâu biết chỗ nào đi lên. Ta nhìn thấy thì ta quay lại không kịp. À biết rồi, nó từ vai lên nè. Rồi dễ. Gì vậy Tim? Ta quên. Mày quên mày chạm như cỏ mày chết hả? Ừ, ai nhớ được. Ghê. Chiếc bồn chưa vậy? Rồi. Giờ cũng đó nhấn hai lần nút chạy. Nhấn hai lần nút đi để chạy. À rảnh, từ từ là trên hết. Không có phút mày phải chạy. Có sao? Ôi! Mày đập cái giường của chính mình rồi. Đặt lại đi mày. Ôi mày! Mày đập cái giường của chính mình. Tao cứ tưởng tao đập vậy xong tao có một ý tưởng hay. Tao bò tao lại lên. Giường tao rơi đất rồi. Giường tao dưới á. Rồi. Tao cho mày thêm giường á. Tao không đặt nó trên tường được hả? Không. Ok. Ý tưởng hay gì? Giờ đứng hai lần để chạy hả? Ừ. Ờ tao quên chết bò rồi. Nhưng mà tao lại nhớ lên.
Cái đường còn dài không? Lại đi. Ở đây rồi. Má, lần đầu tiên khá thành công. Chị phải làm gì vậy? Ta có một ý tưởng. Nhảy lên đây hả? Không phải. Ý tưởng là gì? Đến khi nào mà ta muốn làm là lúc nào. Từ từ. Ta vừa đặt cái con bếp rốt đó luôn. Ngọt. Game cứt. Đó là do mày mà. Yeah. Wow. Rồi tao phải trốn thoát cái này bằng gì đây? Đây là cái nên mà mày nãy hỏi. Cho tụi mày đặt cái đuốc vô được không? Nó tối quá. Sáng mà. Cho tao cái đuốc ở dưới đây. Ở góc tối nè, đây nè, góc tao đang đứng nè. Hai. Ok được đó. Tao phải trốn thoát này, chỗ này chứ gì. Có bị cướp gỗ đó. Từ đó. Sao biết tông đập dễ quá vậy? Nó làm bằng đá mà. Từ đó quay ra đây. Mày thấy cái lỗ trên chở không? Ồ, dễ vậy. Cái này đặt lên đây cũng được hả? Sao dễ. Đẩy đâu ra Minecraft này như cứt. À tao có ý tưởng rồi. Đó là gì nữa? Đợi xíu. Được, ơi pin lát nữa ra. Mày đi ra đi, sẽ có một bất ngờ cho mày. Sao rồi pin? Cho tao một phút. No. Đi xuống đi.
Gì mới xảy ra rồi? Thì đó là lúc mà ta kẹt cái cục đá này rồi. Rồi. Hết rồi chưa? Sức cửa nó bị gì? Tử. Hết rồi chưa Vin? Chưa. Còn cái cửa hả? Cũng thang. Cái ý tưởng chuột làm mất nhiều, làm cái mồ à đó thì được chưa, tuyệt vời. Ô nó gần vậy hả, ta tưởng nó phải lật cái cửa lại dễ. Con mày ăn mày ngu quá. Liên quan gì? Bởi vì đây là một, đây là chạy, nhưng mà mày đói mày không chạy được. Chơi cái nào nhanh nhất? Nếu như ta ăn liên tục thì ta đâu có đói. Đất linh hồn. Trời, xấu. Xấu. Tao thấy chỗ, tao quay lại chỗ cầu thang rồi. Ok, tao sẽ cho mày cái gì. Dạ. My life, my lure, my style, my attitude. Ok, tao thử mật ong nha. Không, mật ong mày đi mày không nhảy được. Slam còn tệ hơn. Mày đi nhớ, mày nhớ khúc cuối nha mày. Khúc cuối đó bữa mình chuột đặt. Vậy? Tính gạt cái cần gạt nữa. Thuốc què hay vậy? Cho thuốc ghê nhẹ đi. Cái tại sao các linh hồn lại nhanh? Nhanh nhất đó. Ta thấy sự làm này chàng. Cái đặt. Mẹ cho mày thuốc nhẹ nè. Còn mắt không? Con chó kìa. Chết rồi. Đó, ta hết lòng vậy. Ê, biến từ 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 từ. Vậy. Reset máu. Chỗ này nhìn dễ. Ừ, dễ quá. Hồi nãy ta chưa làm chỗ xương rộng nữa. Ủa nó dễ thiệt mà sao ta nhảy té hoài vậy? Dễ thiệt á. Từ rồi. Chỗ này cần phải chạy nhanh không? Cần. Ta sẽ bút cho mày. Ok. Không lít nữa mày cũng chết chết à. Bút cho mày đó. Rồi. Bây giờ được 35 phút rồi. Nãy giờ nhắn gì mà mày không bắt cua được.
mẹ mày. Thuốc tao tao kiếm được rồi. Đi về đâu? Ấy nãy đẩy đâu ra đúng không? Đó. Sao tao mới bay lên được vậy? Má. Từ từ đi nước đó. Chạy mày khúc đó mày phải chạy á. Ờ hiểu rồi, hiểu rồi. Té bò tao lại. Khúc nào chạy? Nãy hả? Rồi chạy đúng không? Ừ. Có chạy được nước đó. Bỏ mày ném tao cái chút còn quay hả? Phút ra chậm của mày rồi. Thì đừng ném. Ơi tao chị... tao không chết. Giờ chạy hả? Ừ. Nhưng cái thuốc này thì tùy mày thôi. Mày muốn nó đẩy hả? Cái thuốc này nó chậm như cứt á. Thì mày nhảy thôi. Lại mày, chịu hồi tao. Đừng cho tao cái thuốc đó nữa. Hơi. Mà Gáp nó không thích tao chơi. Đặt tên gì? Khám phá mát của Sue Baber. Còn dài nữa không mày? Không, mày bắt cua xong chỗ này mày đi qua cái chỗ mày mò qua. Wow. Đi xin cúp gỗ mày đi. Liên quan gì ta? À hiểu rồi. Ta có sống sót không? Có. Sắp chết rồi. Chuyện... Không giết mày đâu. Thuốc này không giết mày đâu. Có. Không. Đó thấy không, nó đâu giết mày đâu. Cái gì đây? Lóc tàn hình. Nhìn xuống dưới. Look down. Ok. Sao đi tao? Ê tao phải đi lại từ đầu á mày biết không? Mày đéo đặt cái giường nào ở đây á. Tao thích. Đây không có gì hết. Đi thẳng đi. Ý là chỗ bên trái mày á. Cái... đúng mà đi thẳng mà. Mày chết tao tiên là bọn mày không được. Vậy giờ đã sống rồi. Cái gì vậy Bi? Nó chậm quá. Đặt cái giường đó đi. Không rồi. Nhưng lên lần cuối mày. Lần cuối cùng nè, lần cuối cùng tao chết. Giờ đi theo tao nha. Ở dưới có cái hố kìa. Đặt giường này.
cuốn này mày xem bị kẹt á. Ủa, tao luôn dắt coi rồi, sao tao về đây? Ờ, để đánh sói cái mày. Bệnh rồi, sắp chết rồi. Sao tao cười nhiều quá? Đây. Ở này sao mày? Nhìn tao mà học khói. Mày đặt khói tàng hình mà. Mày nhìn được chứ tao thấy gì cứ. Tao quên chiếc boy nữa rồi. Chắc bọn tao phải giết mày như này nữa. Để ý mày. Mày sẽ nhìn được hết. Đái quề gì đâu. Nãy mày thấy em lót tàn hình mà. Không. Chả mày hay gì. Trước đó ta cũng không thấy. Có thấy gì đâu. Nhìn nè. Bây giờ nhảy nó vậy không? Chắc là không. Tao nhớ là chắc bôi cái giường mà sao hồi sinh đây hoài á. Chó ngu chết rồi. Chó chết rồi. Sao chết rồi? Vì tao giết. Tao ao nữa rồi. Không bao giờ nó thể hiện lên chữ cấp cúp. Xóa bằng ảnh bằng cái ảnh nguyên thoại này đi. Không, nó đéo xóa được. Xóa là xóa một đoạn thẳng luôn chứ đéo xóa được. À, cắt đoạn này ra các thứ. Thì làm cấp cúp đi. Không. Cấp cúp xấu mất thời gian. Tự nhiên mãi đỉnh. Biết đâu người ta sẽ tìm thấy sự hài hước của cái này. Cái sao bằng bấm voice set. Rồi mày kẹt thì rồi. Điên. Tại sao? Ai đặt cái lock đó vậy? Tao. Chứ phải tao à? Thôi. Cho tao qua cái màn này nào. Để còn đến với bắt gươm. Wow. Què gì nhảy qua hả? Tái gì đâu Su. Nè. Xem mày. Tao ghét lúc tàn hình. Chưa mất vậy. Nha coi. Chết cái đầu của mày thôi à. Nhìn xuống dưới. Ok. Chỗ này sao nhảy được mày?
tao biết rồi. Tao biết rồi. Những hai lần mới chạy. Từ thiệt trời. Tao sẽ giúp mày nè. Đó, qua liền. Ê, cái gì? Mình quay về. Wow, muốn kết thúc video không? Hay là qua bathroom? Okay, đây là video khám phá bản đồ của Superbird nha. Vậy hiện tại Superbird đang cố hàng ạ. Cho xem chỗ xây màn 2 mày coi. Thì cứ cái tao chưa làm. Nhưng tao muốn xem. Không mày. Mắc up bi hú vậy chứ. Chứ mở cục này để chi mày? Cục nào? Cục trên đầu sao? Lắp lại. Ôi. Ok, video này kết thúc nha, tạm cảm ơn bạn đã xem.